chào tất cả các em. Xin giới thiệu với các em, cô tên là Nguyễn Thị Thu, cô công tác tại trường Trung học cơ sở chỉ đạo huyện Văn Lâm. Rất vui được đồng hành cùng với các em trong bài học ngày hôm nay. Trước khi vào bài mới, cô trò mình cùng nhau nhắc lại khái niệm quần thể sinh vật. Các em nhớ lại được chưa nhỉ? Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể sinh vật cùng loài, sinh sống trong một khoảng không gian nhất định, tại một thời điểm nhất định. Các cá thể trong quần thể có khả năng sinh sản để tạo ra thế hệ mới. Các em cùng hướng lên màn hình quan sát hình ảnh cánh đồng lúa. Và hãy kể tên một số quần thể sinh vật cùng sống trong cánh đồng lúa. Các em có thể kể ra được rất nhiều các quần thể sinh vật sống trong cánh đồng lúa. Cô lấy ví dụ như quần thể lúa, quần thể rau má, quần thể bọ dày, quần thể chuột, quần thể châu chấu, quần thể sâu đục thân, quần thể cua, quần thể rắn nước và rất nhiều các quần thể khác nữa. Như vậy, các em thấy trong cánh đồng lúa này có tập hợp rất nhiều các quần thể sinh vật khác loài. Vậy, cánh đồng lúa được gọi là gì? Để trả lời câu hỏi này, cô và các em chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài học ngày hôm nay, bài quần xã sinh vật. Các em lưu ý, với các em học theo chương trình hiện hành, các em sẽ mở sách giáo khoa Sinh học 9 trang 147. Còn với các em học theo chương trình mô hình trồng mới, các em sẽ mở sách hướng dẫn học trang 201, theo dõi vào nội dung hai nhỏ của mục 2 lớn phần hệ sinh thái. Bài học hôm nay của chúng ta có những nội dung cơ bản nào? Nội dung thứ nhất: Thế nào là một quần xã sinh vật? nội dung thứ hai những dấu hiệu điển hình của một quần xã và nội dung thứ ba quan hệ giữa ngoại cảnh và quần xã. Cô và các em sẽ cùng đi tìm hiểu và trả lời câu hỏi mục một, một lớn thế nào là một quần xã sinh vật. Các em hãy quan sát lại hình ảnh cánh đồng lúa và một số quần thể sinh vật cùng sống trong cánh đồng lúa. Theo các em, các quần thể sinh vật này thì có điểm nào chung, giữa chúng có mối liên hệ với nhau như thế nào? Chúng ta dễ dàng nhận ra được tất cả các quần thể sinh vật này đều có một cái điểm chung đó là cùng sống ở trong cánh đồng lúa, tức là trong một khoảng không gian xác định và giữa chúng có mối quan hệ khác loài tác động qua lại gắn bó với nhau. Vậy thế nào và người ta gọi cánh đồng lúa là quần xã sinh vật. Vậy thế nào là một quần xã sinh vật? Các em chỉ việc tổng hợp lại kiến thức là cô tin các em có thể rút ra được khái niệm về quần xã sinh vật. Các em cùng hướng lên màn hình để chúng ta theo dõi khái niệm về quần xã sinh vật. Quần xã sinh vật là tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc các loài khác nhau cùng sống trong một khoảng không gian nhất định và chúng có mối quan hệ mật thiết gắn bó với nhau các em lưu ý cho cô cái mối quan hệ giữa các sinh vật trong quần xã là mối quan hệ khác loài và chủ yếu là mối quan hệ về dinh dưỡng do vậy mà quần xã có cấu trúc tương đối ổn định cô lấy ví dụ như quần xã cánh đồng lúa mà cô và các em vừa phân tích Ngoài ví dụ này ra, các em có thể kể thêm một số quần xã sinh vật khác như là quần xã rừng mưa nhiệt đới. Các em quan sát hình ảnh quần xã rừng mưa nhiệt đới và một vài hình ảnh về sinh vật sống trong rừng mưa nhiệt đới. Hãy kể tên các quần thể sinh vật có thể có trong quần xã rừng mưa nhiệt đới và cho biết các loài đó có liên hệ với nhau như thế nào. Các em cũng dễ dàng chỉ ra được đúng không ạ? Trong cái quần xã rừng mưa nhiệt đới này thì sẽ có các quần thể sinh vật sinh sống, cô lấy ví dụ như là các quần thể thực vật, các quần thể động vật, các quần thể nấm, vi sinh vật, vân vân. Và các em cũng dễ dàng nhận ra các quần thể sinh vật sống trong quần xã rừng mưa nhiệt đới cũng có mối quan hệ khác loài động qua lại với nhau và chủ yếu là mối quan hệ về dinh dưỡng. Vậy, giữa quần thể và quần xã sinh vật có điểm gì khác nhau về số loài, về độ đa dạng và về mối quan hệ? Các em chỉ cần bám vào hai cái khái niệm, khái niệm về quần thể và khái niệm về quần xã sinh vật là các em có thể lập bảng để phân biệt hai đơn vị sinh học này. Thứ nhất, đối với quần thể sinh vật thì gồm nhiều cá thể cùng một loài. Còn đối với quần xã sinh vật thì gồm nhiều quần thể sinh vật của nhiều loài khác nhau. Vì ở quần thể sinh vật chỉ có tập hợp các cá thể cùng loài, cho so nên độ đa dạng của nó sẽ thấp. Còn ở quần xã tập hợp của nhiều sinh vật khác loài khác nhau, vì vậy mà độ đa dạng của nó sẽ cao. Và quan hệ giữa các cá thể trong quần thể là quan hệ cùng loài, chủ yếu ở đây là quan hệ về sinh sản và quan hệ về di truyền. Còn mối quan hệ giữa các quần thể là quan hệ khác loài, chủ yếu là mối quan hệ về dinh dưỡng. Vậy qua bảng phân biệt này, các em hãy làm cho cô bài tập sau. Hãy đánh dấu hãy xác định tập hợp nào là quần thể sinh vật, tập hợp nào là quần xã sinh vật bằng cách đánh dấu tích vào ô trống tương ứng. Ở đây cô có 4 tập hợp. Tập hợp thứ nhất, các con nai trong rừng nhiệt đới. Vậy chúng ta đọc nên chúng ta đã có thể nhận ra ngay được đây là quần thể hay quần xã. Các con nai chỉ một loài sinh vật, nó thuộc tập hợp quần thể. Trường hợp thứ hai, tập hợp cây xanh trong rừng quốc gia Cúc Phương. Cây xanh là chỉ rất nhiều loài sinh vật vậy nó thuộc tập hợp quần xã sinh vật trường hợp thứ ba tập hợp các con chim sống trong vườn quốc gia tràm chim các em nghe chú ý cho cô nhé các con chim muốn nói đến rất nhiều loài chim khác nhau vậy nó sẽ thuộc tập hợp quần xã và trường hợp cuối cùng tập hợp các cây thông trong rừng thông đà lạt ở đây chỉ rõ một loài thông ở đà lạt vậy nó sẽ thuộc tập hợp quần thể. Trong thực tế, các em đã nghe nói đến mô hình sản xuất VAC, mô hình vườn ao chuồng rồi đúng không ạ? Theo các em, tập hợp các sinh vật trong mô hình sản xuất VAC có được gọi là quần xã sinh vật không? Hãy giải thích. Để làm được câu này thì cô sẽ hướng dẫn các em. Bước 1, chúng ta phải đi phân tích và chỉ ra là trong cái mô hình sản xuất VAC này thì sẽ có những quần thể sinh vật nào sống. Thì ở đây các bạn sẽ rất dễ dàng nhận ra đó là có các quần thể vật nuôi, ví dụ như là gà, vịt, vân vân. Và các quần thể cây trồng, cô lấy ví dụ như là xoài, mít, nhãn rất là nhiều đúng không ạ? Và chúng ta cũng nhận thấy rất là rõ giữa các quần thể vật nuôi và quần thể cây trồng trong mô hình sản xuất VAC, chúng cũng có mối quan hệ khác loài và chủ yếu là mối quan hệ về dinh dưỡng. Vậy qua phân tích của cô, chắc các em đã có thể trả lời tốt câu hỏi này rồi, đúng không ạ? Đó là gì các em nhỉ? À, tập hợp các sinh vật trong mô hình sản xuất VAC là một quần xã nhân tạo. Chúng ta đến với một trường hợp khác. Trong một bể cá, người ta thả một số loài cá như cá chép, cá mè, cá chấm vân vân. vậy bể cá này có phải là quần xã hay không? phải không các em? phải không nhở? chắc chắn đây không phải là quần xã sinh vật. đúng không ạ. vì mặc dù có nhiều loài cá khác nhau thật nhưng chúng không hề có mối quan hệ về dinh dưỡng, không loài nào là thức ăn của loài nào cả. cho nên trường hợp này không phải là quần xã sinh vật. vậy để nhận ra đâu là một quần xã sinh vật thì chúng ta sẽ phải căn cứ vào những cái dấu hiệu bên trong và những cái dấu hiệu bên ngoài. Những dấu hiệu đó là gì? Cô trò mình cùng nhau bước sang phần hai lớn. Những dấu hiệu điển hình của một quần xã. Quần xã thì sẽ có một số những cái đặc điểm cơ bản như là số lượng các loài sinh vật hay thành phần loài sinh vật trong quần xã. Những cái đặc điểm này lại được đánh giá qua việc xác định các chỉ số. Đó là những chỉ số nào? Các em hãy cùng cô quan sát một số hình ảnh sau đây. Quần xã rừng mưa nhiệt đới, quần xã sa mạc. Theo các em, trong hai quần xã này, quần xã nào sẽ có số lượng các loài sinh vật nhiều hơn, phong phú hơn và đa dạng hơn? Vì sao? cô nghĩ các em cũng có thể trả lời tốt câu hỏi này đúng không ạ chúng ta thấy là ở quần xã rừng mưa nhiệt đới sẽ có số loài sinh vật sinh sống nhiều hơn phong phú hơn và đa dạng hơn số loài sinh vật sống ở quần xã sa mạc vì sao các em vì ở quần xã rừng mưa nhiệt đới ở cái khu vực rừng mưa nhiệt đới này có cái điều kiện khí hậu rất là thuận lợi nhiều loài sinh vật có khả năng sống được ở đây, tồn tại và phát triển được. Còn ở quần xã sa mạc, như các em biết, điều kiện khí hậu rất là khắc nghiệt, chỉ có những loài sinh vật nào có khả năng thích nghi cao thì mới có thể tồn tại và phát triển được. Như vậy, các em đã nhận ra một điều, ở khu vực nào có điều kiện khí hậu thuận lợi thì ở khu vực đó, quần xã đó sẽ có số lượng các loài sinh vật đa dạng và phong phú và độ đa dạng cũng là một trong những cái dấu hiệu điển hình của quần xã. Vậy theo các em, thế nào là độ đa dạng? À, độ đa dạng chính là thể hiện mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xã. Chúng ta đến tiếp với hình ảnh quần xã 1 và quần xã 2. Các em hãy so sánh về mật độ cá thể của loài chim cánh cụt ở quần xã 1 so với mật độ cá thể của loài voi ở quần xã 2. Thì ở đâu có mật độ cá thể nhiều hơn? Các em cũng dễ dàng nhận thấy là ở quần xã 1 thì số lượng cô xin lỗi, mật độ cá thể của loài chim cánh cụt sẽ nhiều hơn mật độ cá thể loài voi ở quần xã 2. và độ nhiều cũng là một trong những cái dấu hiệu điển hình của quần xã. Vậy theo các em, độ nhiều thể hiện điều gì? À, độ nhiều thể hiện mật độ cá thể của từng loài trong quần xã. Và ngoài hai cái dấu hiệu về độ đa dạng, về độ nhiều thì độ thường gặp cũng là một trong những dấu hiệu điển hình của quần xã. Độ thường gập nó thể hiện tỷ lệ phần trăm số địa điểm bắt gặp một loài trong tổng số địa điểm quan sát. Cô lấy ví dụ. Khi khảo sát một cái loài sao la trong một cái khu rừng bất kỳ tại 10 địa điểm khác nhau, người ta thấy có 3 địa điểm bắt gặp loài sao la và người ta kết luận là độ thường gập của loài sao la là 30% vậy ngoài ví dụ của cô, các em về nhà có thể tìm hiểu thêm một vài ví dụ khác về độ thường gặp. các em đến với quần xã rừng tre và quần xã cánh đồng lúa. theo các em, trong hai quần xã này thì loài sinh vật nào có mặt chủ yếu? dễ quá phải không ạ? ở quần xã rừng tre thì tre là loài xuất hiện chủ yếu còn ở quần xã cánh đồng lúa thì lúa là loài xuất hiện chủ yếu và đây cũng là hai cái loài thực vật chiếm ưu thế ở trong hai cái quần xã này cô lấy ví dụ ở quần xã cánh đồng lúa thì lúa là loài ưu thế nó có vai trò quan trọng trong cái việc thu hút các loài sinh vật khác đến để sinh sống vậy theo các em loài ưu thế có vai trò như thế nào trong quần xã loài ưu thế đóng vai trò quan trọng trong quần xã. Nó thể hiện ở số lượng cỡ lớn hay tính chất hoạt động của loài tác động tới các loài khác hoặc tới môi trường. Ngoài hai ví dụ này ra thì các em lưu ý cho cô là thông thường thì tên của quần xã sẽ trùng với tên của loài ưu thế. Cô lấy ví dụ như là quần xã đồng cỏ thì các bạn nghĩ ngay ra cỏ chính là loài ưu thế nó sẽ thu hút các loài động vật ăn thịt cô xin lỗi nó sẽ thu hút các loài động vật ăn cỏ đến để sinh sống và các loài động vật ăn cỏ sẽ thu hút các loài động vật ăn thịt đến để sinh sống vậy là cỏ có một cái vai trò rất là lớn trong cái việc hình thành cái quần xã đồng cỏ khi cô nói đến quần xã sa mạc các em sẽ nghĩ ngay đến loài thực vật đặc trưng đó là loài gì các em nhỉ đó chính là cây xương rồng hay cô nói đến quần xã rừng tam đảo các bạn cũng sẽ nghĩ ngay đến cái loài đặc trưng đó chính là loài cá cốc tam đảo mà chỉ có ở tam đảo cái số lượng của nó mới lớn vậy theo các em loài đặc trưng là gì loài đặc trưng là loài chỉ có ở một quần xã hoặc có nhiều hơn hẳn so với các loài khác. Vậy, qua tất cả những hình ảnh mà chúng ta vừa quan sát, các em hãy sử dụng các từ sau để điền vào chỗ chấm trong bảng cho phù hợp. Ở đây cô có 5 từ gợi ý. Thứ nhất, quan trọng, địa điểm bắt gặp, phong phú, mật độ và nhiều hơn hẳn. Cô sẽ dành cho các em một phút để các em hoàn thành bài tập này. Thời gian đã hết, các em cùng hướng lên màn hình để đối chiếu với đáp án của cô, được không ạ? Ô trống thứ nhất, mức độ về số lượng loài trong quần xã. Các bạn có thể điền ngay được, đó là từ phong phú. Ô trống thứ hai, cá thể của từng loài trong quần xã. À, muốn nói đến mật độ. Ô trống thứ ba, tỷ lệ phần trăm, số, vân vân Nghĩ ngay ra rồi, đó chính là địa điểm bắt gặp. Ô chồng thứ tư, loài đóng vai trò quan trọng. Và cuối cùng, đó là từ nhiều hơn hẳn. Như vậy, qua bài tập này, các em đã có thể trả lời câu hỏi mà cô đặt ra ở đầu mục 2. Đó là gì các em? Quần xã có những dấu hiệu điển hình nào? Thì nhìn vào bảng mà chúng ta vừa hoàn thành, các em có thể thấy rất rõ quần xã có hai đặc điểm cơ bản một số lượng các loài trong quần xã được đánh giá qua ba chỉ số độ đa dạng thể hiện mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xã độ nhiều thể hiện mật độ cá thể của từng loài trong quần xã độ thường gặp thể hiện tỷ lệ phần trăm số địa điểm bắt gặp một loài trong tổng số địa điểm quan sát đặc điểm thứ hai thành phần loài trong quần xã thì được thể hiện qua việc xác định loài ưu thế loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã loài đặc trưng là loài chỉ có ở một quần xã hoặc có nhiều hơn hẳn các loài khác và bảng kiến thức này cũng chính là nội dung của phần hai lớn các em về nhà chú ý ghi nhớ học và ghi nhớ nội dung bảng trong sách giáo khoa và sách hướng dẫn ở bài quần thể sinh vật như các em đã biết. Các yếu tố của môi trường thì có tác động rất lớn đến các cá thể trong quần thể. Vậy ở quần xã thì sao? Các yếu tố của ngoại cảnh có quan hệ như thế nào với các sinh vật trong quần xã? Để trả lời câu hỏi này, cô và các em cùng tìm hiểu sang nội dung phần 3 lớn. Mối quan hệ giữa ngoại cảnh và quần xã. Ngoại cảnh đã ảnh hưởng đến sinh vật như các em đã biết có một số loài động vật thì hoạt động chủ yếu về đêm như là rơi hay một số loài động vật thì săn mồi chủ yếu về đêm cô lấy ví dụ như chim cú mèo còn thực vật thì sao một số loài cây thì thường rụng lá vào mùa đông vậy qua ví dụ này chúng ta thấy sự thay đổi chu kỳ ngày đêm chu kỳ mùa đã dẫn đến sinh vật cũng hoạt động theo chu kỳ và các em lưu ý cho cô, ngoại cảnh ở đây là cái gì? Ngoại cảnh nó chính là các nhân tố sinh thái vô sinh và các nhân tố sinh thái hữu sinh. Vậy ngoài các yếu tố ngoài cái sự thay đổi chu kỳ ngày đêm, chu kỳ mùa ra đã ảnh hưởng đến sinh vật, làm cho sinh vật hoạt động theo chu kỳ thì các yếu tố về nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng có tác động đến sinh vật trong quần xã hay không? Cô và các em sẽ cùng quan sát và phân tích mối quan hệ sau khi gặp điều kiện thuận lợi cây xanh sẽ phát triển khi cây xanh phát triển thì sẽ làm cho số lượng sâu ăn ná cây tăng lên số lượng sâu ăn ná cây tăng lên thì số lượng chim ăn sâu cũng tăng lên khi số lượng chim ăn sâu tăng lên thì số lượng sâu sẽ bị giảm xuống vấn đề đặt ra là điều gì sẽ xảy ra khi số lượng sâu giảm xuống mức không đủ cung cấp cho chim ăn sâu điều gì các em à chắc chắn số lượng chim sẽ bị giảm xuống như vậy chúng ta thấy số lượng chim đã khống chế số lượng sâu nhưng đồng thời số lượng sâu cũng kìm hãm số lượng chim làm cho hai cái loài sinh vật này nó luôn luôn được khống chế ở mức độ ổn định phù hợp với khả năng của môi trường người ta gọi đó là hiện tượng khống chế sinh học vậy theo các em thế nào là hiện tượng khống chế sinh học hiện tượng này có ý nghĩa gì cô tin là các em sẽ trả lời tốt câu hỏi này hiện tượng khống chế sinh học là số lượng loài sinh vật này khống chế số lượng loài sinh vật khác nó giúp cho các sinh vật trong quần xã luôn ổn định phù hợp với khả năng của môi trường vậy qua đây các bạn có thể rút ra được nhận xét thứ nhất về mối quan hệ giữa ngoại cảnh và quần xã khi ngoại cảnh thay đổi dẫn đến số lượng cá thể trong quần xã thay đổi và luôn được khống chế ở mức độ phù hợp với khả năng của môi trường, tạo nên sự cân bằng sinh học trong quần xã. Vậy theo các em, thế nào là cân bằng sinh học? Khi nào thì có sự cân bằng sinh học trong quần xã? Các em đã có câu trả lời chưa nhỉ? Các em cùng hướng lên màn hình để theo dõi khái niệm của cô. Cân bằng sinh học là trạng thái mà số lượng cá thể mỗi quần thể trong quần xã dao động quanh vị trí cân bằng nhờ khống chế sinh học. Và có sự cân bằng sinh học trong quần xã khi số lượng cá thể của mỗi quần thể trong quần xã luôn được khống chế ở mức độ phù hợp với khả năng của môi trường. Các em ạ, à, trong thực tế, con người đã có những cái tác động tiêu cực nào làm mất cân bằng sinh học trong quần xã? Các em hãy hướng lên màn hình để quan sát một số hình ảnh. Con người đã phá vỡ cân bằng sinh thái mà chúng ta cần phải lên án. Cô lấy ví dụ như đốt rừng làm nương rẫy, chặt phá cây rừng đã làm mất đi nơi ở, nơi sinh sống của các loài sinh vật. Hay ăn bắt buôn bán sử dụng các loài động vật hoang dã, các loài động vật quý hiếm đã làm cho các loài động vật này bị giảm sút. Rồi nước thải của các nhà máy xí nghiệp, rác thải sinh hoạt đã làm mất đã làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của các loài sinh vật. Vậy, đứng trước những tác động tiêu cực này, chúng ta đã đang và sẽ làm gì để bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ hệ cân bằng sinh thái? chúng ta làm gì các em? Chúng ta đã làm rất nhiều việc. Cô lấy ví dụ như nghiêm cấm săn bắt, mua bán các loài động vật hoang dã. Nếu như bị phát hiện thì tùy mức xử lý. Nhẹ thì có thể là phạt hành chính, còn nặng thì có thể là truy tố hình sự. Rồi hàng năm phát động phong trào trồng cây gây rừng hay là cử tuần tra bảo vệ rừng, vân vân. Tất cả những cái việc làm này đã góp một phần lớn vào việc bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ hệ cân bằng sinh học. Thế còn các em, các em là học sinh thì chúng ta sẽ làm gì để chúng ta bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ cân bằng sinh học trong quần xã? À, các em tuổi nhỏ làm việc nhỏ, các em chỉ cần nêu cao ý thức trách nhiệm của mình, không buôn bán không sử dụng các loài động vật hoang dã, các loài động vật quý hiếm và đồng thời chúng ta phải có trách nhiệm tuyên truyền cho mọi người về các biện pháp bảo vệ, đúng không ạ? Và để giúp các em dễ dàng trong việc học, sau đây cô sẽ tóm tắt nội dung cơ bản của bài bằng sơ đồ tư duy. Thứ nhất, các em phải nhớ được khái niệm về quần xã sinh vật. Thứ hai, những dấu hiệu điển hình của một quần xã và quan hệ giữa ngoại cảnh với quần xã như thế nào. Ở phần khái niệm thì các em ghi nhớ cho cô ba ý. Một, quần xã sinh vật là tập hợp nhiều quần thể sinh vật khác nhau cùng sống trong một khoảng không gian xác định. Có mối, các sinh vật thì có mối quan hệ mật thiết gắn bó với nhau. Phần dấu hiệu thì các em ghi nhớ cho cô quần xã có hai cái đặc điểm cơ bản. Số lượng thì được thể hiện ở độ đa dạng, độ nhiều, độ thường gặp. Còn thành phần loài thì được xác định qua loài ưu thế, loài đặc trưng. Về mối quan hệ thì các em ghi nhớ cho cô khái niệm về cân bằng sinh học trong quần xã và hiện tượng khống chế sinh học. Sau đây Cô và trò chúng ta cùng vận dụng kiến thức vừa học để làm một số câu hỏi trắc nghiệm. Câu hỏi thứ nhất. Hãy ghép các nội dung ở cột A với cột B sao cho phù hợp và ghi kết quả vào cột C trong bảng sau. Cột A của cô là các chỉ số. Cột B là thể hiện và cột C là kết quả. Chúng ta sẽ sử dụng phần kiến thức nào của bài để làm bài tập này các em? chúng ta sẽ sử dụng phần kiến thức mục hai lớn những dấu hiệu điển hình của một quần xã đúng không ạ chúng ta sẽ cùng cô phân tích để chúng ta chọn đáp án cho đúng để nối kết quả sang cột c nhé một độ đa dạng độ đa dạng thì thể hiện cái gì các em à thể hiện mức độ phong phú ta nối với ý e hai độ nhiều thể hiện mật độ cá thể ta nối với ý C. 3. Độ thường gặp độ thường gặp thể hiện tỷ lệ phần trăm ta nối với ý A. 4. Loài ưu thế, loài đóng vai trò quan trọng ta nối với ý B. Và cuối cùng, loài đặc trưng, loài chỉ có ở một quần xã hoặc có nhiều hơn hẳn các loài khác ta nối với ý D. Như vậy, qua bài tập này, các em lại một lần nữa khắc sâu nội dung kiến thức phần 2 lớn, những dấu hiệu điển hình của một quần xã. Chúng ta đến với câu hỏi số 2. Tập hợp nào sau đây là quần xã sinh vật? A. Đàn hải âu ở biển. B. Các cây cọ trên đồi cọ ở Vĩnh Phúc. C. Bầy chó sói trong rừng. Và D. Tôm cá sống trong hồ Tây ở đây có bốn phương án để lựa chọn được phương án đúng thì các em phải nhớ được cái khái niệm về quần xã sinh vật là chúng ta có thể chọn được phương án đúng cô và các em cùng đi phân tích nhé phương án a đàn hải âu chỉ một loài sinh vật vậy chắc chắn là không phải phương án đúng rồi đúng không ạ tương tự phương án b các cây cọ cũng chỉ có một loài sinh vật phương án c bầy chó sói trong rừng cũng có duy nhất một loài sinh vật như vậy A, B, C đều chỉ là một loài sinh vật cho nên không phải là phương án đúng. Thế còn phương án D thì sao? Tôm cá sống trong hồ thây. Tôm cá đã là rất nhiều loài rồi. Vậy các em đã có thể chọn được đáp án. Đó là đáp án D. Chúng ta đến với câu số 3. Để diệt sâu đục thân lúa, người ta thả ong mắt đỏ vào ruộng người ta thả ong mắt đỏ vào ruộng lúa đó là phương pháp đấu tranh sinh học dựa vào a cạnh tranh cùng loài đọc mà chúng ta đã hình dung ra ngay đây không phải là phương án đúng rồi phải không ạ bởi vì sâu đục thân với ong mắt đỏ đã là hai loài khác nhau như vậy đây không phải là phương án đúng chúng ta tiếp nào phương án c cân bằng sinh học chắc cũng không phải rồi đúng không ạ chắc chắn là không phải rồi phương án d cân bằng quần thể ở đây có tới 3 loài sinh vật Vậy đây không phải là quần thể thuể. Chỉ còn lại đáp án B Khống chế sinh học Vậy phương án đúng là phương án nào các em? Đó chính là phương án B Nhờ dựa vào khống chế sinh học Về nhà Các em sẽ làm bài theo hướng dẫn của cô như sau Học bài và làm bài theo hướng dẫn của cô Một là các em làm bài tập Bài tập số 1 tìm ví dụ về ba quần xã sinh vật mà em biết chọn một quần xã em vừa lấy ví dụ để trả lời câu hỏi câu 1 kể tên các loài trong quần xã sinh vật đó hai các loài đó có liên hệ với nhau như thế nào 3. nêu khu vực phân bố của quần của quần xã sinh vật bài số 2 là một bài liên hệ thực tế em hãy dự đoán xem sau khi một vạt rừng bị cháy, thì loài sinh vật có đặc điểm sinh học nào sẽ xuất hiện đầu tiên vì sao. Nhiệm vụ số 2 là các em học bài và ghi nhớ nội dung của bài bằng cách các em có thể vẽ sơ đồ tư duy theo ý hiểu của mình hoặc sơ đồ tư duy mà cô vừa mới hướng dẫn ở phía trên. Và cuối cùng, các em sẽ chuẩn bị nội dung bài mới bài hệ sinh thái. Bài giảng của cô đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt các em. Chúc các em học tốt.